Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sắp sửa diễn ra. Đây là sự kiện mang thương hiệu đặc trưng của Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo lượng khách trong và ngoài nước đến với thành phố trong mùa hè năm nay, qua đó đẩy nhanh tốc độ khôi phục ngành du lịch của Đà Nẵng. Nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra các combo du lịch hấp dẫn dịp lễ hội pháo hoa quốc tế ngay từ đầu năm 2023. Theo đó, lượng khách đặt các combo này đang có tín hiệu tích cực. Trước đó vào tháng từ đầu năm cho tới tầm khoảng cuối tháng 3 thì số lượng người thu hút cũng chưa quan tâm nhiều. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 4 trở đi là số lượng người quan tâm cũng đã cao hơn rất là nhiều. Đặc biệt là họ quan tâm tới những cái combo mà kết hợp với phòng ở, vé máy bay và vé xem pháo hoa. Bên cạnh đó, ngoài việc xem pháo hoa tại các khán đài, thì khách đang có xu hướng lựa chọn xem tại vị trí trên các cây cầu, du thuyền trên sông Hàn hay các khách sạn bên bờ sông Hàn. Năm nay thì số lượng vé xem pháo hoa đưa ra hạn chế hơn, cho nên là số chỗ ngồi nó sẽ không nhiều như những năm trước. Thì chúng tôi bán những sản phẩm như vé du thuyền trên sông cũng để xem pháo hoa, hoặc là ở trên những sky bar của những khách sạn lớn, lên đó để thưởng thức xem pháo hoa không chăng lắng. Ngồi thưởng thức hoặc là kể cả ăn buffet hay là uống nước xem pháo hoa. Năm nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kéo dài hơn một tháng, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, lại vào dịp cao điểm hè của thành phố. Đây là cơ hội vàng để du lịch Đà Nẵng có đà quay lại, phục hồi sau dịch Covid-19 và bắt kịp với tốc độ phát triển cao nhất của năm 2019. Và hy vọng 2023 ít nhất là trong cái thị trường khách nội địa thì chúng ta sẽ đạt được cái tốc độ tăng trưởng như cái cao điểm nhất của 2019. Còn khách quốc tế thì chúng ta sẽ có sự phục hồi trở lại ít nhất khoảng 80% so với cái cao điểm. Năm 2019, chỉ trong vòng một tháng diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đã có gần 1 triệu lượt khách du lịch đến với thành phố, doanh thu thương mại từ hoạt động du lịch đạt hơn 3.244 tỷ đồng.